Kể từ khi mà mình nhận ra đó là mỗi lần cái bọc FG mở miệng ra sẽ có một bài hát đầy tình yêu thương mến thương đấy thì mình không thể dừng ngay được. Ok, hello, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là ZMG và chào mừng quay trở lại với Manager. Ở tập trước thì chúng ta tiêu diệt được tổng cộng đó là 5 con boss, gồm có 3 con thợ săn và 2 con cá lớn. Và điều này khiến cho mình nhận ra một điều, đó là các bạn thích mình tiêu diệt boss hơn là đi làm những nhiệm vụ ăn cá nhỏ khác là thứ nhất. Thứ hai là game này có một điểm yếu, có biết là gì không? Nó quá lặp đi lặp lại, đúng không? Tại vì sao? Tại vì là cái game này này, nhiệm vụ của nó đơn giản chỉ là ăn một đống người, ăn vài con cá, ăn 10 con người, ăn 5 con cá, ăn 6 con người, ăn 10 con cá, quanh quẩn như vậy rồi cũng là đi đánh boss, rồi lại ăn 5 con người, ăn 10 con cá, ăn 5 10, ăn người con cá, ăn 5 người, ăn 10 cá, rồi lại đi đánh boss, tương tự như vậy. Vậy thì tại sao chúng ta không cắt luôn qua cái đoạn là ăn 5 con người, ăn 10 con cá và chúng ta đi đánh boss luôn cho đỡ phải tốn thời gian? Yes, tại sao không phải như vậy, đúng không? Vậy tập này chúng ta hãy nâng cái tỷ lệ đánh boss ra lên, thay vì chỉ ăn 5 con tập trước thì hãy chơi một cách cực kỳ lớn, đó là ăn 10 con. Yes! Mình không đùa các bạn đâu. Mình sẽ ăn 10 con cho các bạn xem. Nhưng các bạn biết đó là trong 5 tập trước là chúng ta tiêu diệt tổng cộng là 5 con thợ săn khác nhau. Và mục tiêu của mình trong tập này đầu tiên đó là một, chúng ta tiêu diệt được 5 con thợ săn còn lại là thứ nhất nhá, nghe có vẻ chơi lớn. Nhưng thứ hai là chúng ta tiêu diệt được tất cả những con boss cá còn lại luôn. Chưa hết các bạn ạ, mà mình sẽ cố gắng tiêu diệt tất cả những con boss đó chỉ trong vòng 40 phút. Oh my god, 40 phút tiêu diệt 10 con boss, các bạn có tin được không? Tin chứ, sao không tin, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy cùng đặt bộ đếm giờ phía dưới và để xem ZMG ngày hôm nay có làm được không. Và nếu mình làm được, các bạn cần phải like video này và share video này. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Thì làm cái việc này này, đầu tiên là chúng ta sẽ đi đánh những con người các bạn ạ. Chúng ta sẽ đánh những con người trước, tại vì là những con người là những cái đứa dễ ăn hơn và dễ gọi ra hơn. Vậy thì hãy tìm cách đánh con người đầu tiên. Nhưng mà trước khi đánh con người thì mình nghĩ là mình cũng nên đi đến cái chỗ nhiệm vụ lớn đã. Dù gì thì chúng ta vẫn còn nhiệm vụ lớn nữa. Này, là mình tưởng tượng ra cái tòa nhà này nhìn giống lên Landmark 81 nhỉ? Giống đúng không? Giống mà thể, giống vãi trưởng. Ôi trời, Landmark 81 thì màu trắng, cái này màu xanh đây. giống mà. Biểu tượng Việt Nam trong game này ư? Chịu. Ok, nào bây giờ là mình sẽ đi đến cái nhiệm vụ lớn đầu tiên đã. Nhiệm vụ lớn đầu tiên của chúng ta đó là đi sang bên hồ bên kia. À ok, hãy đi qua đó. Đây là cái hồ Sapphire các bạn ạ. Ok, đây rồi, đây là đỉnh Sapphire. Tức là đây nó là biển lớn, đúng không? Đây là cái màn đầu tiên của biển lớn nếu mình không nhầm. Tại vì từ trước đến giờ là chúng ta chơi những cái khu hồ nhỏ thôi. Kể cả cái khu vừa rồi ý, nó cũng thuộc là một cái khu vực biển nhỏ ở bên trong cái khu vực của tỷ phú người ta ở. Và nó sẽ có cái làng gần biển đấy. Nhưng bây giờ là chúng ta thực sự ra biển lớn này, các bạn thấy không? Lần đầu tiên là chúng ta thấy những cái du thuyền to như thế này. Vậy thì có vẻ như là lần này chúng ta sẽ chiến đấu với những cái loại, gọi là loại cá này, loại quái vật lớn hơn này, và thậm chí là những cái đứa boss dưới biển này có khi nó cũng nhiều kinh nghiệm hơn. Mọi chuyện bắt đầu hay rồi đây. Liệu là mình có thể tiêu diệt được tổng cộng 10 con trong vòng có 30 phút à 40 phút hay không đây? Chúng ta sẽ cần phải trông đợi đồng hồ thôi, chứ mình không biết được các bạn ạ, mình không biết được. Ok, bây giờ hãy đi qua đấy đi. Con hải đắc này, ê, đừng để biến thành hải đắc nha. Đây, có vẻ như là cái hang động của mình nó nằm đâu đó xung quanh đây. Mình nghe tiếng cá heo các bạn ạ. Không nghe thấy không? Đây rồi, hang động mình đây, hang động của mình đây. Đây rồi, hang động mới của tôi đây rồi. Yes. Cái nơi này, yeah, nó không có cái tàu ngầm nữa. À, vẫn có cái tàu ngầm đây này. Cộng thêm là có một cái thuyền, có một cái du thuyền đây nữa. Nhưng mà thiếu mất con xe mẹc, các bạn không để ý thì ở cái chỗ cũ nó có con xe mẹc. Đấy. Thiếu mất con xe mẹt thì nó hơi thiếu một tí, nhưng không sao, chắc là được rồi. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ đến cái nơi mới. Và chúng ta bắt đầu cái nhiệm vụ chính, đó là tiêu diệt những con người ở đây. À, đây rồi các bạn ơi. Sau 47-49 ngày chờ đợi thì cuối cùng chúng ta cũng gặp được kẻ thù rồi. Con lợn đấy đâu? Nó đâu? Nó làm cái thuyền nào? Ái da. Bây giờ tôi tính giờ cho các bạn, chuẩn bị nhá. Chuẩn bị tính giờ này. Butcher Boy Brady là thằng này là chuyên gia là mổ thịt đấy. Ok, bắt đầu tính giờ đi. À,
Con lợn này nó có thuyền các bạn ạ. Đây rồi, nó đây, đây đúng không? Không phải nó, không phải nó, méo phải nó. Nó là thằng nào? Cảm ơn. Tao cần tìm mày bạn ơi. Đông quá, đông quá, đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Nào 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 nào. Này 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 này. Ô, level 16 rồi. Level 16 rồi. Bắt cho boy thằng nào nhỉ? Thằng nào nhìn cũng thế cả. Thằng nào nhìn thằng nào thế nào? Bạn ơi, bạn đâu? Nó biết đâu đâu cả. Các bạn bảo mình đó là nhìn cái mạch máu đó là biết tên. Mình biết là như vậy. À, nó đứng trong thuyền. Vậy là mình cần phải phá được cái thuyền này. Rồi, hiểu rồi. Ok, hy vọng là phá được đấy. Hy vọng là phá được. Hy vọng là phá được, hy vọng là phá được. Cố lên nào. Mình phải ăn người hồi máu, ăn người hồi máu. Ngày xưa đi ăn trốn này ăn cá hồi máu, bây giờ ăn người hồi máu rồi. Khá là khó khăn đấy, không đùa đâu. Cố nào. Thằng này khá là khó nhai nhá. Thôi 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 thôi, đúng là lùi 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 lùi. Tạm hoãn, tạm hoãn nào, tạm hoãn nào. Tạm hoãn, tạm hoãn. Không 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 bắn nhau bây giờ. À, tạm hoãn rồi, tạm hoãn, tạm hoãn, tạm hoãn, tạm hoãn. Đấy rồi, ok. Mue nó. Con lợn này. Xiên vào thuyền nó, xiên vào thuyền nó, ok. Ok. Con này nó nấp trong thuyền ạ, ghét thật đi. Lão thật. Nào đây, 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 quay lại nào. Đấy rồi. Rồi. Rồi, tiêu thuyền rồi. Ok các bạn ơi. Một con. Tạm dừng đồng hồ thôi. Tạm dừng đồng hồ thôi. Ok một con rồi. Thêm được một bộ điện nữa các bạn ạ. Thêm được một bộ điện nữa. Hay quá. Ok nhưng mà chúng ta vẫn chưa dừng lại đấy. Chưa dừng lại đấy. Hãy cùng tiếp tục ăn người tiếp. Để gặp con tiếp theo luôn nào. Mình không biết là mình vướng mấy phút. Chắc là đâu đó cũng chỉ tầm 3, 2, 3 phút thôi nhỉ. Hy vọng là thế nhỉ. Rồi con boss tiếp theo. Wow. Cái bọn này thời gian cày cuốc của nó ra còn lâu hơn cái thời gian đánh bọn nó các bạn ạ. Lâu dã man để bọn nó ra. Ấy thằng này. Ơ à, đây là bà. Ồ bà này cũng súng ống cũng gì này. Bà này nọ đấy. Ok bạn ơi. Nào bắt đầu đếm giờ rồi nha. Bắt đầu đồng hồ đếm giờ rồi nha các bạn. Mình sẽ cần phải ăn được cái bà này trước khi mà hết giờ. À, bà ấy ở đâu? Hello bà. Đây hả? Nhìn cái thuyền này có vẻ giống thuyền của bà. Bà có ở đây không? Hello. À bạn ơi. Bạn có tình cờ bạn ở trong. À đúng rồi. Dạo này nó toàn chui trong thuyền nha. Nó trong thuyền thuyền kinh khủng luôn. Được, 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 được. À, bà này hóa ra là kiểu cảnh vệ biển các bạn ạ. Coast Guard này, đúng rồi, cái thuyền này là thuyền của cảnh vệ biển mà. À, tưởng cảnh vệ biển mà ngon. No, 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 don't touch me there. Không cần đâu. Giết mấy cái đứa này dễ với cái linh hồn. Chỉ mất tầm đây đó 1-2 phút thôi. Nhưng mà thời gian ý, để tấn công, để gọi nó ra thì quá là lâu luôn. Mình gọi bọn này ra đâu đó phải khoảng 30 phút. Đấy, đánh bọn này, thuyền thiết thứ này 30 phút thì mới gọi được cái đứa cảnh vệ ra. Thì mới gọi được con boss ra, mệt thật sự. Xong cuối cùng chỉ để mất khoảng đâu đó 2 phút để xử lý các con đấy. Chịu game ạ, à, chịu game. Ok, ok. Nào thôi. À mình quên mất chưa kể các bạn, đó là lần trước là mình có quay về hang và mình có lắp thêm cái vây điện của mình. À không phải, cái bộ người điện. Thì bây giờ là mình có thêm một khả năng, đó là bấm nút T để mở điện lên để nó giật người xung quanh trong vài giây. À cũng khá là hay, nhưng mà thật ra là mình không quan tâm lắm. Mình chỉ ăn vào này cho vui thôi, ăn vì đam mê chứ điện đóm gì. Rồi cùng đến với nhân vật tiếp theo trong ngày hôm nay, đó là Mama Bay Bay Mèo. Mama Bay Mèo. Vâng thưa quý vị và các bạn, đây là trận chiến lịch sử giữa Mama Bayel và Mama FG. Liệu ai sẽ giành chiến thắng? Chúng ta không thể nào biết được. Tại vì là đến bây giờ thì con mèo ai là chiến thắng cả. Nào chúng ta hãy cùng chiến đấu xem. Giữa FG được biết đến như là một Mama của đàn con cô nhi viện và sẽ không chịu thua bất cứ đứa nào cả. Trong khi Mama Bayel là con khỉ gió nào không ai biết đến. Vậy thì liệu ai là chiến thắng đây? Chắc chắn là giữa FG rồi. Cái đấy không cần phải hỏi các bạn ạ, không cần phải hỏi. Nào em cố lên. Ôi nhưng mà con này nó trong cái thuyền của nó khá là căng thẳng nhờ. Cái thuyền của nó khá là to, khá là đẹp, khá là xịn sò. Nhưng liệu có xịn sò bằng cái câu như hiện không? Không bao giờ bạn ơi. Bạn tuổi gì bạn ơi? Nào, thuyền nó đi. Sao mãi cái thuyền nó không sập đi? Thuyền sập đi. Sắp sập rồi, sắp sập rồi, sắp sập rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Mãi không sập. Rồi.
Này thì Mama Maybell này, thì Maybelline New York này, Maybell với chả mày béo ạ. Tôi xong rồi đấy. Thế là xong con thứ 8 rồi các bạn. Bây giờ này, Infamy của chúng ta chỉ còn hai đứa nữa, đó là Percy McCap và cuối cùng đó là thuyền trưởng Robert Bullet. Ấy, được bạn ơi. Chúng ta sắp hoàn thành hết game rồi bạn ơi. Không phải hết game mà là hoàn thành hết những con mà mình cần phải đánh. Những con người kìa. Yeah. Sắp hoàn thành nhiệm vụ giết hết người rồi. Ok. Mà mày béo không thể ăn được mình các bạn ạ. Không thể ăn được mình. Ê yo, sau hơn 30 phút nữa thì chúng ta sẽ gặp người tiếp theo nào. Làm ơn, 30 phút để gặp mày và ta chỉ cần 2 phút để xử lý mày thôi con lợn ạ. À. Hiểu không? Ồ, nó đâu? Ái xà, thanh niên này. Vãi cả linh hồn. Thất tình tự tử, tu dây điện, điện giật tê tê chết từ này. Điện giật nỗi cháy cả da này, khổ chưa? Thương, thương quá nhiều cái gì đấy. Oh my god, tức là thằng này nó có một cái vòng. Một cái vòng, nó gọi là cái vòng bảo vệ các bạn ạ. À, mình sẽ bị giật. Mình sẽ bị giật nếu mà mình đứng ở trong đó. Oh, oh my. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Nếu mình đứng trong cái vòng đó thì mình sẽ bị giật. Ái già, cũng không đơn giản, không đơn giản các bạn ạ, không đơn giản. Tức là nếu mình đi vào cái vùng điện đấy là mình sẽ to ngỏm đấy. Nên là việc đầu tiên mình cần làm là gì? Là cần phải phá được cái điện xanh của nó kia kìa. Đấy, nào hỏi tấn công vào đấy đã. Tấn công vào đấy đã. Rồi ok, xong. Đã phá cái đấy thì không biết là con này có mất tới 2 phút để xì thịt nó không nữa. 30 phút để gọi nó ra và dưới 2 phút để thịt chết nó. Game là dễ, game là dễ rồi, một nửa máu rồi, một nửa máu có thiệt của nó rồi. Nào đớp nó, đớp nó, đớp nó, tập nó, tập nó. Giết con ngựa nó đi các bạn ạ. À. Trời ơi, Mama Mia. Các bạn làm sao ăn được tôi? Nhuốm máu rồi các bạn ạ. À. Khổ thân cái thuyền này, trong nó cay lắm, bọn nó buồn lắm đấy. Mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, cố gắng bao nhiêu người chính ra. Nếu nó đưa tất cả thợ săn ra thì có khi là mình không làm đâu. Nhưng mà nó lại không làm như thế nên là tạm biệt bạn nhớ. Mai bên nhau bạn nhớ. Ok, mình đạt level 9 Infamy rồi các bạn ạ. Level 9 Infamy và có vẻ như mình mở thêm được cái nữa. Đó là Bio Electric Head. Và mình chỉ có thể sử dụng được cái này khi nào mình đạt đến Elder. Tức là mình là một con cá mập già. Ủa già con đánh đấm cái gì đó men. Hiện tại là mình đang là cá mập lớn các bạn ạ. Mình đang 4.4m và vây viết thứ của mình nó gọi là băng kín các thứ ấy rồi. Kinh khủng thật ấy. Nhưng mà mình vẫn chưa già. Sao lại muốn mình ra? Ra mới dùng được cái đầu đấy các bạn ạ. Gọi là đầu điện đấy, đầu đất đấy. Đấy, phải ra mới dùng được. Thôi rồi, không sao. Mình chưa ra thì mình cứ ăn. Ăn đến khi nào mình ra thì mình thôi. Mình còn một con thôi là mình hoàn thành xong nhiệm vụ loài người đấy các bạn ạ. Và như mình tính toán ấy, từ nãy giờ mình giết tổng cộng là 4 con người rồi. Và mình nghĩ là mình chưa mất đến tầm 15 phút đâu. Mình nghĩ là như vậy. Theo cái đồng hồ của mình ghi là mỗi con mình mất trung bình tầm 2 phút để mình giết. Easy game, quá easy game. Nào, tôi xử nốt đi. Level 9 rồi, và đây rồi. 30 phút nữa và tao cũng gặp được mày rồi, Captain à. Captain Brunlad, phiên bản lỗi của Captain Americano. Ôi, chơi quả coca to thế. Hello anh thanh niên. Anh có quả coca to đấy. Từ từ, thịt cái này đã. Rồi ok, đã thịt được rồi. Mình đi được cái tàu điện của nó rồi. Từ đã, bây giờ là mình cần phải đi hồi máu đó các bạn ạ. Mình không nên liều mạng bây giờ, mình không nên liều mạng bây giờ. Mình sẽ ăn cái con Marachetto rồi đã. Yeah. Rồi ăn cả Hunter Driver. Ok, rồi. Bây giờ hãy lên kia và xử nó thôi. Nó đâu nhỉ? Con lợn đâu? Con lợn đấy nhìn cái tàu nào nhìn đẹp đẹp chắc là của nó ấy. Con lợn đâu? Đây chắc là tàu này. Nhìn cái tàu này có vẻ đẹp. Mình nghĩ là tàu này. À, bạn đang là người may mắn được chọn. Tôi nghĩ là bạn. Tại vì là bạn xứng đáng. Hiểu không? Vì là bạn xứng đáng. Nào hãy giật điện đi. Giật điện này, giật điện này, giật điện này, giật điện này, giật điện này. Bay này, nhảy này. Ngu người này. Một nửa máu rồi, nửa máu rồi, nửa máu cái tàu rồi. Đây là con người cuối cùng này. Thợ săn cuối cùng trong cái nhóm Infamily kia nhá. Tao sẽ xử hết chúng mày. Ui rồi, ui rồi. Mệt mày quá đi. Chết luôn đi chứ nhanh. Chưa chết ạ, vẫn chưa chết cơ. Nó vẫn dài lắm, nó vẫn dài lắm, nó vẫn cố gắng lắm. Rồi xong, yes. Yes, thế thôi. Chúng ta hoàn thành xong cái Infamy Rank rồi các bạn ạ. Và bắt đầu đó cũng chỉ 2 phút nữa. Mình không biết nói gì với game này nữa. Hay là mình chọn nhầm độ khó nhỉ?
Có khi là mình chọn độ khó siêu dễ nhở? Quá, có phải như vậy không? Mình nhớ bắt đầu mình chọn độ khó thường mà. Quá hả? Ok, vào đây xem nào. Yes, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái con này. Và chúng ta mở được cái Brutal Muscle, tức là một cái cơ bắp siêu tàn bạo. Ok, nghe đã thấy tàn bạo rồi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ về mình lắp thử đấy và xem sao. Ngay sau khi mình ăn được cái con hải cẩu này, con lợn này, chó hải này. Ok, xong. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi về nhà đã. Rồi, hãy về nhà và tổng kết lại. Thì đó là mình mất đâu đó rơi vào khoảng 2 tiếng. Nhưng mà 2 tiếng đấy là chỉ có khoảng 10 phút là dùng để đánh boss. Còn thời gian là 1 tiếng 50 phút còn lại là mình đánh người trong bọn nó ra, để dụ nó ra. chịu game nó kiểu thế. Làm nào các bạn, và mình mở được cái gì đây? Mở được cái gì đây? À đương nhiên cái đầu này thì mình biết rồi, nhưng mình mở được cái Brutal cái gì đó nữa cơ. Mình nhớ là mình mở được cái Brutal gì đó cơ. À đây đây, chắc là cái này này. Ờ đây này, Brutal Muscle này. Cái tiến hóa này nó sẽ giúp mình bơi nhanh hơn, và cái sức mạnh của cái quất đuôi cũng sẽ mạnh hơn. Hay phết đấy. Nếu mình nâng cái này thì đầu tiên mình sẽ nâng được 10% tốc độ cao nhất này, 10 đam cho cái cú quất đuôi. Đó, còn cái gì nữa đây? 10% cái tốc độ tăng tốc, 10% của cái lực quất đuôi, và 10% của tốc độ bơi. Hả? Ok. Ok, thế thì bây giờ là mình sẽ bỏ bớt cái gì đây? Mình nghĩ là mình sẽ bỏ bớt cái... Mình nghĩ là mình sẽ bỏ mất cái Mineral Resistance này đi. Tại vì là bây giờ là mình không cần kiếm nhiều tiền nữa các bạn ạ. Mình không cần phải kiếm nhiều tiền để mình nâng cấp nữa. Mình cũng khá là đủ tiền rồi ấy. Bỏ cái này đi. Vậy nâng cái này. Yeah, nâng cái này nhiều lên. Vậy nâng full nó lên. Tại sao không? Tại sao không cơ chứ? Hãy nâng full lên. Để xem cuối cùng sẽ được như thế nào. Rồi, như vậy là mình nâng lên tier 4 rồi. Là gần như cao nhất là mình có thể nâng rồi. Thì bây giờ là mình tăng 25% tốc độ cao nhất này, cộng thêm 25 đam cái cú quất đuôi này, 25% tốc tăng tốc này, 25% cái sức quất đuôi, và 25% cái tốc độ bơi. Ui, thì mình có kiểu ngang tốc độ ánh sáng ta. Ui rồi, ôi rồi, ôi rồi, lệnh chúa trên cao. Ủa oh my god. Thử mình, bây giờ thì mình thử vả mồm con này, thử rùa này. Hello, hello rùa. Chỉ vả vào mồm thôi mà nó mất 1/3 máu ạ. Bình thường mình vả chỉ là vả cho vui thôi, chưa bao giờ nó mất nhiều máu như vậy cả. Bây giờ là mình nghĩ là mình đã sẵn sàng để mình săn những con cá Apex, là những con cá boss rồi. Nhưng nhiều bạn bảo mình đó là săn những con cá boss thì không nên dùng cái bộ xương, cái bộ set xương này chỉ nên dùng để đi săn người thôi. Còn nếu muốn săn cá thì nên dùng bộ set điện. Vậy thì chúng ta lại thay set điện vào Bioelectric này. Tất cả các thứ chúng ta đều có thể dùng Bioelectric được để cho nó phun điện luôn. Đấy các bạn ạ, nào hãy nâng cấp những cái này để cho lên. Ok. Rồi, mình nghĩ như vậy là mình cũng khá là khỏe rồi. Mình không đủ sức để mình nâng quá nhiều, nhưng mà mình nghĩ là mình nâng tạm tạm như thế này cũng là ok rồi. Wow, bây giờ cái gì của mình cũng là điện ư? Khá là kinh dị, khá là kinh dị. Nhìn mình kiểu điện này, nhìn nó thướt tha hơn ở bộ xương kia. Bộ xương kia nhìn nó kiểu dữ dằn hơn một chút. Các bạn công nhận không? Cái bộ xương kia nó giúp mình kiểu cảm giác là mình trâu chó hơn. Nhưng mà cái bộ điện này lại cảm giác là rất là thanh mảnh nhá. Đó, bây giờ thêm cái bản nhạc lãng mạn nào mà đi. Đấy, lồng vào đây xong rồi đi. Mình cảm giác như kiểu mình múa may ở dưới biển ấy. Khá là hay đấy, khá là hay đấy. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nhiệm vụ đánh boss cá đầu tiên các bạn ạ. Đó là giết con Apex. Mình nghĩ trong lần này đó là chúng ta sẽ giết một con Apex. À, cá mập búa Apex các bạn ạ. Ok, rồi. Để xem con lợn cá mập búa Apex này liệu gì ái. Căng đấy, căng đấy các bạn ạ. Nào, chúng ta cùng ăn nó xem sao. Ô, cái bộ phóng điện của mình giúp mình teleport à. Ok, level 21. À, cũng khá là căng thẳng đấy. Nào, chuột. Vãi cả linh hồn, con này không đùa đâu, con này không đùa đâu. Này chơi cẩn thận đấy. Không, đừng có phải cẩn thận. Nó có điện hay sao ấy? Hình như là nó có điện các bạn ạ. Man, mình hơi bị khinh địch quá, tại vì đánh mấy con người nó easy quá ấy. Mình hơi bị cái bệnh khinh địch. Thôi, không thấy nữa. Ấy da. Ăn tớ à cậu. Úi giời. Úi giời. Ái già đau. Quất.
Nào thi quất đuôi không? Bé nào đuôi khỏe, bé nào đuôi đẹp, chơi không? Chơi bạn ơi. Má, gần hết máu rồi. Ii. Rồi. Cuộc thi quất đuôi xuyên quốc gia. Quất đuôi Ali, quất đuôi Ali. Ghê ghê, đau. Khá đau đấy, khá đau đấy. Nào. Úi giời, úi giời ơi. Bạn ơi, bạn lại chưa biết tớ là ai rồi. Bạn tưởng mà ăn được gần hết máu của tớ, bạn ngon á. Oh no no, don't touch me rè nhé. Ok, ăn được con đấy thì các bạn đã ăn được con đấy rồi, nó hơi căng thẳng một tí. Nói chung là cũng khó hơn con người một tí, nhưng mà các bạn đoán xem. Chúng ta mất cũng tầm 2 phút. Chỉ gọi là căng thẳng hơn thôi, nhưng mà thời gian mất thì nó cũng là ná vậy. Cũng không khác là bao nhiêu. Kiểu là mình đã mạnh quá rồi ấy. Ok, hãy cùng đến với nhiệm vụ tiếp theo nào. Xem con boss tiếp theo là con gì nào. Rồi, hãy đến chỗ tiếp theo sau cái câu chuyện nào. Ok, câu chuyện theo sẽ là gì đây các bạn ơi. Chúng ta chơi được khá là lâu, khá là nhiều rồi đấy. Mình chơi game này theo thống kê được 7 tiếng rồi các bạn ạ. Pawsic Bayou. As twilight falls, Pete is in an uncharacteristically quiet mood. Thằng này đang có một cái kế hoạch gì đó bí mật các bạn ạ. Nó đang định làm gì? Bạn định làm gì bạn nói với tôi đi. Đây là một công việc nguy hiểm. Không phải là điều mà tôi thấy bất thường. Nhưng mà bạn thích thấy sự nguy hiểm ư? Hãy nhìn ở đằng kia. À đấy là con tàu PT-522 mà bố của tôi từng đi. Ồ, và bố của ông này từng làm trong cái đội chiến quân chiến đấu. À, đội hải quân các bạn ạ. Được đấy. Cái con thuyền này đi có 16 người đi và không ai trở về. Tức là những cái người đi trên con thuyền này là trở về là sống sót hết, nhưng mà cuối cùng là vẫn chết vì một cái việc khác. Ôi, bị một con Mega Shark giết, tức là một con siêu cá mập giết. Tức là đi chiến đấu thì sống hết mà lại về là bị con siêu cá mập giết. Thả nào ông này ông thù cá mập thế. In lots of cases, they're just corrections of species with different names. Also stuff like misspelling. But I just say it. Maybe there are things in the water that ain't in your textbook. Stick around. Maybe you learn a thing or two this summer. Whatever. The ocean is vast. The majority of it still remains unmapped and unexplored by mankind. Perhaps Kyle shouldn't be so quick to dismiss his father's fevered ramblings. Đấy, tức là thế này, thằng con nó không tin là có một thứ gì lớn như con quái vật biển sâu Mega Shark cả. Nhưng mà ông bố bảo là mày cứ đợi rồi mày xem. Đấy, Oscalipi đang ở rất gần rồi các bạn ạ. Tức là theo thống kê ấy, thì là có đến 90% đại dương là con người chưa khám phá hết. Mặc dù tàu ngầm các thứ đi rất nhiều rồi, nhưng mà có 90% có thể là có rất nhiều thứ ở phía dưới đáy biển mà chúng ta thường thấy, như là cách đây khoảng 5 năm, 10 năm đi. Đâu có ai tin là có con mực khổng lồ đâu đúng không? Nhưng mà bây giờ mực khổng lồ nó xuất hiện như cơm bữa, khi khủng khiếp. Thế nên là đúng là không biết thế nào được các bạn ạ, không biết thế nào được. Ố? Đây là con thuyền của Scalipi á? Chúng ta có thể thử thách cái thằng này á? Ủa? Thách thức thằng này luôn á? What? Oh my god. Chẳng nhẽ bây giờ đánh nhau ư? Chẳng nhẽ vậy? Nhưng mà tôi chưa kịp. Trời ơi, tôi chưa kịp lấy bộ xương. Mà tôi em lấy bộ xương phát. Anh ơi, em bảo là em lấy bộ xương đã. Nhiều ai làm thế? Thế tới rồi, tôi bộ điện này đánh nhau cái thuyền kiểu gì à rồi? Từ từ các bạn ạ. Mình cái riêng cái luận này ấy, mình không thể nào mà mình khinh địch được. Tại vì là mình nghĩ thằng này chắc là phải căng lắm. Thì thôi, mình đi lấy cái bộ xương đã nhá. Oh man, chúng ta không đi qua để lấy được bộ xương rồi. À, chúng ta bắt buộc phải đánh nhau với nó bằng cái bộ điện này. Sai lầm rồi các bạn ạ, sai lầm rồi. Không sao, không sao. Thôi rồi, bộ điện thì bộ điện. Tao vẫn sẽ xử được mày, vì tao tin là như thế. Hiểu không? Tao tin là như thế. Má, nãy giờ chỉ may mắn được cái gì nó cả. Có bộ xương thì mới ăn được chứ, cái bộ này thì ăn gì.
nhưng mà mất nhiều máu phết. Ô, thế mất nhiều máu phết các bạn ạ. What? Cái gì đây? À, reinforcement. Tức là đây là một cái bọn nữa đến để hỗ trợ thằng kia. What? No. Bạn ơi, bạn ơi đừng làm thế bạn ơi. Tôi cần trốn đi. Nào, thì chọn này đã. Nó hết máu rồi. Rồi, xong. What? Chẳng lẽ đơn giản thế không thể nào? À, thằng này vẫn sống. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Một tay. Ngày bé mình đã từng ăn một tay của nó rồi. Giờ ăn thêm một chân nữa. Ăn nó đi. Thằng này. Đừng nhìn. Bố ơi kệ nó đi. Ăn thịt nó đi. Xăng à. Căng thẳng đấy. Nhảy xuống nhảy xuống. Sao mình không giật chết bà đi nhở? Ông này sống dai vậy. Thức sống mãnh liệt kinh khủng. Thế mày chết rồi con lợn à. Vậy là mình đã ăn thịt cả. Cả cái đứa con trai ông này à. Mình vừa phá hoại mất cái thuyền của ông này, vừa giết đứa con lúc đấy ông ấy cay mình lắm đây. Và hình như là mình lấy elder rồi. Yes. Giờ mình lắp một cái đầu mới. What? No 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 no. No. Mình lấy elder và mình lắp một cái đầu này. Nhìn mình khiếp vãi cả linh hồn. Mình tự thấy bản thân mình khiếp các bạn ơi. What? Nhìn cái gì đây? Tôi là cái thứ gì thế này? No. Nhìn đáng sợ quá. Trời ơi. Như vậy là mình vẫn chưa hoàn toàn ăn được thằng Pi đấy. Đúng không? Chưa ăn được thằng Skelly Pi đấy. Và chúng ta vẫn còn nhiệm vụ nữa. Lần đấy chỉ là thách thức nó thôi. Và khiến nó bây giờ cáu giận mình hơn bao giờ hết. Nó mất một chân, một tay, mất đứa con, mất con tàu. Và một sự căm ghét kinh hoàng đối với mình. Oh my god. Ok, thôi có lẽ là mình nên đi cái chỗ tiếp theo đi. Ok, nhiệm vụ tiếp theo của mình đó là mình cần phải sang bên kia. Đúng rồi. Mình cần phải sang khu vực bên này rồi. Nhưng mà sang kiểu gì đây? Ở đây có một cái cổng. Nên mình chưa thể sang bên kia được. Nhưng nó có gợi ý đó là mỗi cái cổng đều có một cái công tắc. Hãy thử tìm cái công tắc đó và bật nó lên. Giờ cá mập cũng phải đi bật cả công tắc à? Tôi có nhảy được hẳn lên đây không? Nghe có vẻ... Có phải cái công tắc bên kia chưa? Đúng là công tắc kia rồi. Ê! Tôi làm gì vậy? Ê! Có vẻ tôi không cần công tắc là lắm. Tôi có thể là tôi không cần công tắc này lắm các bạn ạ. Nhưng mà đập được thì vẫn vui hơn. Em chịu. Thôi mình nhảy qua luôn đây. Yeah, mình không biết là cái công tắc ấy để làm gì nhưng mà thương. Mình nghĩ là mình cần phải ăn cái công tắc đấy. Từ nãy giờ mình cứ bay qua bay lại ra cái chỗ này mà mình chả ăn cái công tắc nào cả. Nó cũng gọi là làm sao không ta? Như này mình bay như... cá thì bay như chim vậy. Thế mà thôi kệ nhá, mình cứ kệ nhá. Có công tắc thì mình cứ kệ. Tại vì nó... thôi dù sao thì mình cũng bay qua được. Thì cũng gọi là một cách. Mặc dù nghe nó hơi gian xảo một chút. Nghe đúng là nó không hợp lý tí nào cả. Ok, con này bị lag à? What? Ok. Có cổng đấy thì đợi đập ra. Kệ, đập ra cho vui thôi. À, có biển báo hiệu này. Ocean 11. Ocean 11. Từ từ, Ocean 11 rõ ràng là một cái phim mà có cái đập vụ điệp viên hay là cái ăn cướp gì đấy cơ mà. Có cái phim đấy, có phim Ocean 11. Vậy, cả linh hồn chơi chữ ạ. Được đấy, mới đây nhé. Trò này mới nhé. Ok, đây rồi. Hang ổ mới của tôi đây rồi. Ủa? Sao hang ổ mới của mình nhìn nó bé tí mà lại còn xấu xí này? Tôi không hiểu.
Tại sao càng ngày hang ổ của tôi nó càng bé lại vậy? Tôi tưởng là nó phải to ra đẹp trai xinh gái nào chứ đằng này nó bé tí này, làm ăn cái gì? Ôi giời ơi. Rồi rồi, tạm tạm thôi, đừng tạm. Sau này tính sau ạ. Rồi qua nơi mới rồi thì có lẽ là chúng ta lại tiếp tục nhờ. Chúng ta sẽ hoàn thành tất cả những công việc ở đây. Nào, sau khoảng 3 phút ăn 15 người, ăn 10 con cá, ăn 5 người, ăn 15 con cá thì cuối cùng chúng ta đến với con Apex tiếp theo, con boss cá tiếp theo của biển xanh nông cạn này các bạn ạ. Nhưng mà trước khi làm thế, chúng ta đi về nhà đã. Chúng ta hãy đi về nhà đã. Tại vì sao? Tại vì là mình muốn nâng cấp một thứ các bạn ạ. Mình muốn nâng cấp cái mõm của mình lên. Cái mõm của mình nó hơi bé. Tức là các bạn nhớ là cái mình có cái đầu này đúng không? Có cái mắt này đúng không? Nhìn kinh khủng không? Sharingan này này. Bây giờ mình nâng cấp cái này cũng chỉ để giúp để mình ăn cái con tàu dễ hơn, để khiến con tàu nó có thể không di chuyển được trong vòng 8 giây. Thế thôi, cũng không có gì đặc sắc nữa. Và mình nghĩ là còn mình còn một chút tiền nữa thì mình hãy nâng cấp tiếp cái... Mình nghĩ là mình còn một chút tiền nữa thì mình hãy nâng cấp cái nội tạng này của mình lên. Mình muốn mình có tăng thêm một chút máu nữa. Yeah. Còn thứ còn lại là mình đã nâng cấp full rồi. Những cái nâng cấp này mình nâng cấp full rồi. À, hàm hết các kiểu thì mình có thể nâng cấp tiếp đấy. Nhưng mình đang nghĩ là mình cũng không cần thiết lắm. Mình nghĩ là như vậy, mình chỉ cần thế này thôi. Yeah. Mình chỉ muốn đến thế này thôi. Thật đấy. Ok, bây giờ hãy đi và chiến đấu với con tiếp theo. Đó là một con Apex tiếp theo. Mình nghĩ là lần này chắc là chúng ta đấu với con Apex cá mập trắng à. Mình đoán là như vậy thì thôi, cứ ra đấy thử xem mà tôi biết nhá. Sao méo thì tận đuôi kia à? À tôi bò qua sân gôn để tôi sang đánh con Apex, nghe nó có vẻ hơi khốn nạn nhỉ. Làm ơn. Đúng rồi, cá mập trắng Apex các bạn ạ. Vãi cả linh hồn con trồn ơi. Nào cho cá mập bò xuống với. Cá mập bò muốn đi tắm nắng. Cá mập bò còn trẻ. Cá mập bò muốn đi đuda đuda. Nào đâu có lợi đâu. À có phải bạn không? Bạn hả? Oh hello bạn. Ôi. Ai. Ow. Ow 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 ow. Cá mập bò nghĩ lại rồi. Cá mập bò đang đi muốn ăn con khác. Cá mập bò không muốn chơi bạn vội. Bạn căng thẳng quá. Cá mập bò muốn đi ăn con khác. Cá mập bò cần phải trốn đi. Nếu có máu đâu. Ăn con King Marketlet rồi đi. Đúng rồi. Ăn con gì nữa? Ăn con pa, con cá vẹt đấy. Parrotfish. Parrotfish. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Mình còn có nửa máu ạ. Mình không muốn nó mạo hiểm với con này. Tại vì là nói gì thì nói, cá mập trắng luôn luôn là vua của biển cả các bạn ạ. Along Blanchard County's 78 mile coastline, there are 35 miles of sandy beach. Only 6 of which aren't owned by resorts. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Homeowners associations. Mình vừa làm gì vậy? Mình cũng không hiểu. À, đây là Hunter Great White. Vậy con này và con Apex hai con khác nhau à? What? What? Ôi trời ơi. Như vậy là con Hunter là một con khác và con Apex là một con khác. Và con Apex con 2 level 29 và con Hunter là con level 25. Oh. Yeah, là giấy đó hả? Ok. Nào. Wow. Apex đâu? Có được mồm nó. Có được mồm nó. Có được mồm nó đi. À, con này gặp đau phết đấy. Không đùa đâu các bạn. The shark is hurt. At this point it needs to focus on self-care. Nào, cá nó điện giật tê tê chết từ từ rồi. Nào 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 lùi 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 lùi. Đấy, biết là nó sẽ lại gần mình mà. Ê ê. Ái da, liều mạng nhỉ. Liều nhỉ. Ồ, trốn đã, trốn đã, trốn đã, trốn đã. Bình tĩnh. Tự tin không cay cú các bạn ạ. Liều nhỉ. Rồi ok. Ok ok ok. Tê rồi. Tê tê. Tê liệt rồi. Tê liệt. Tê liệt. Chính lúc này là lúc mình cần phải cẩn thận hơn. Uầy. Uầy. Mình gần hết máu rồi. À, có bạn nào ở đây tình nguyện hiến tạng cho mình không? Mình đang khá cần tạng các bạn, ví dụ như bạn Human này chẳng hạn. Hello bạn Human. Cảm ơn bạn đã hiến tặng cho mình. Mà chẳng có nhiều cả, mấy con Human này không nhiều chất dinh dưỡng gọi ạ. Đi chất dinh dưỡng quá. Trong khi con cá mập trắng nó vẫn ở đây. Ép nó đây, đây rồi. Đây rồi. Đây rồi, quất nó đi. À, mất hết đuôi em lên vậy. Giờ cay không bạn? Cay không bạn?
Giờ chứ là nó mất hết cả đuôi, mất hết cả vây rồi. Nó chỉ đớp được mình phát nào hay phát đấy thôi. Nhưng mà mình vẫn không muốn mạo hiểm quá, tại vì là cũng nguy hiểm phết đấy các bạn ạ. Cũng nguy hiểm phết, ok. Như vậy là coi như là mình hoàn thành khu này rồi. Ok, và bây giờ là chúng ta cần phải đánh một cái con khác, cũng là con cá mập. Ơ? Sao lại quay lại Dead Hollex rồi? Pete, what's in the barrels? Fish food. Thằng Pete nó vẫn đi được à? Gonna get that shark, one way or another. It's just that this is unnecessarily destructive. I mean, it's just one shark. There's a whole ecosystem. One shark? They killed my boy. What? Nó đang thả một cái loại thuốc gì xuống, nó thù quá. Nó thả một cái loại thuốc gì xuống, hoặc là thuốc nổ cái gì đó, để khiến cho cái cá mập đấy chết. Nó muốn giết mình lắm rồi, nó cay mình lắm rồi. Và nó đổ tội cho mình là giết con nó. À, thì đúng là mình giết con nó thật. Nhưng mà mình chỉ nhỡ thôi, mình đâu cố tình đâu. Các bạn ạ, mình biết là mình nói với các bạn là mình chỉ có tìm boss để tiêu diệt thôi. Nhưng mà cái khu này nhìn hay quá. Này các bạn này, đây là cái giọt xiếc này. Ờ, tức là người ta đến đây để người ta xem cá heo, cá mập, cá các thể loại cá biểu diễn. Nhưng họ không biết rằng họ chuẩn bị được biểu diễn. À đủ. Ủa? Họ chuẩn bị được biểu diễn. Họ chuẩn bị được. Họ chuẩn bị được. Họ chuẩn bị được biểu diễn. What the heck? Đây họ chuẩn bị được biểu diễn. Sao tôi không lên được? Có cái cổng đây mà tôi không vào được. Cho tôi vào. Come on. Tôi ngại quá. Tôi nói hai lần, ba lần là họ đã chuẩn bị được biểu diễn. Ê, họ chuẩn bị được biểu diễn. Ui, cuối cùng được vào. Con đang nghĩ nào vào đây, mình gần 10 con người trên này, trên khán đài này thì đứng xem cá biểu diễn này. Giờ thì đứa nào sẽ là đứa biểu diễn đây hả bạn? Đứa biểu diễn đây là bạn yêu. Tôi không biết tí nữa tôi nhảy xuống kiểu gì nhưng tôi sẽ nhảy được thôi, tôi nhảy được thôi. 10 đứa, 7 đứa rồi. 8 đứa nào. 8, 9 và 10. Ông là người thứ 10. Yay! Tạm biệt vãi cả nồi. Bọn này nó ném mình xuống. Tôi xuống. Tôi cần chạy. Tôi cần chạy. Không ổn các bạn ạ. Không ổn. Không ổn tí nào. Mình hết máu rồi. Lùi ra khỏi đây. Thế là easy game. Đấy, thế là thoát rồi. Dễ không các bạn? Dễ không? Dễ. Chỉ hơi khó có được nhảy lên thôi. Cứ nhảy xuống cái đơn giản này không? Ê! Tượng nam thần tự do đấy. What? Tượng nam thần tự do ạ. Ok. Thôi bây giờ cái việc của mình đó là mình cần phải về đã. Mình cần phải về, mình làm nốt nhiệm vụ đã. Chúng ta còn một số cái nhiệm vụ population control nữa thôi. Tức là chúng ta chỉ cần giết thêm 20 con rùa nữa. Đấy, khẩu thân 20 con rùa là chúng ta sẽ được giết con Apex tiếp theo. Ok. Các bạn ạ, đến lúc rồi, mình đã hoàn thành xong các nhiệm vụ kiểm soát dân số. Và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó là tiêu diệt con Apex. Và con Apex này tên là gì các bạn biết không? Killer Queen. Mình chưa biết nó là con gì, nhưng nghe có vẻ như là một con cá heo sát thủ. Hay là cá voi sát thủ, cá voi sát thủ hay cá heo sát thủ. Mình luôn luôn nhầm nên nó là cá voi, cá heo sát thủ nhá. Các bạn tự tra, các bạn comment cho mình xem nó là cá gì sát thủ nhá. Nói chung là một loại cá gì đó sát thủ. Nghe sát thủ nó nguy hiểm thôi, chứ còn không biết sát thủ lúc nào. Cái gì đây? Happy birthday to you à? Mình không quan tâm lắm. Làm sao đi con đường đấy nhở? À, nhìn thì gần vậy nhưng phải đi đường vòng các bạn ạ. À. Úi giời ạ, à, tức là mình phải đi vòng ngược đường này. Đấy. Mue. Ờ, phải đi ra vòng khá là xa đấy. Nó phải đơn giản đâu. Cái con đấy nếu mình không nhầm ý, hình như nó nằm đúng ở trong cái khu. Cái khu đấy là cái khu mà mình vừa diễn xiếc thì phải. Nếu mình nhớ không nhầm, mình nghĩ là như vậy. Bây giờ là cứ ra đấy thử xem. Mình không nghĩ là mình nhầm đâu. Dễ lắm, dễ mà nó nằm trong khu diễn xiếc lắm. Dễ lắm các bạn ạ. Cái kiểu. Ờ, đúng rồi, chẳng nhẽ lại mình lại đánh nhau với nó trong khu diễn xiếc để cho bọn người xem à. Nghe thế nó có vớ vẩn quá không nhỉ. Ok, nhưng mà đấy là nhiệm vụ của mình. Thì có lẽ là game yêu cầu thế thì mình cần phải làm thôi. Đây. Ái da, đúng rồi. Con cá voi heo sát thủ đấy rồi. Oh, hello bạn. Bạn đâu? Nhưng là con này nó kiểu là nó phục vụ người nhiều quá thành tinh rồi. Công nhận không? Ái già khó đánh đấy.
nguy hiểm phết. Uầy, không được. Con này không được các bạn, con này không ổn. Khó ăn, con này rất khó ăn. Không phải đơn giản một tí nào luôn. Tôi lại có cái thùng này rồi, giời, tôi không cần cái thùng này. Mà cũng may trong này có mấy con để mình có thể ăn được, mình hồi máu tạm đấy. Nhưng mà tạm luôn chỉ là tạm thôi. Rồi, ôi đáng sợ. Đấy rồi, cơ hội của tôi đây, cơ hội của ta đây. Quất nhau này. Tưởng mình có đuôi à? Quất nhau à? Đù, kinh. Hình như nó đứt vây rồi đúng không con? Lợn này. Ai? Nó vẫn còn cái đuôi của nó. Đây rồi. Chết chưa? Đây rồi. Nào, đắp nó rồi. Được cái bone head. Mình được cái bone head các bạn ạ. Cái bone head đấy là cái kiểu đầu xương ấy, tí nữa mình lắp vào thành cái bộ xương khô xem nhìn kinh khủng nào nhá. Tí nữa lắp vào thử xem. Rồi, xong. Như vậy là mình giết được thêm một con quái thú nữa. Và như vậy là chúng ta mình cũng không biết là còn bao nhiêu con nữa. Mình chắc là mình còn đâu đó khoảng chắc khoảng 1 hoặc 2 con nữa thôi. Mình nghĩ đây là level 8 rồi. Như vậy là một con quái thôi là xong đúng không? Còn một con nữa thôi các bạn ạ. Hãy cùng xem tôi làm được không nhá. Và chúng ta vừa bước sang tập 8. Bây giờ tập 8 là ở tít đằng xa kia. Phía đâu đấy? Tít dưới này ạ. Ok, bây giờ hãy sang và thực hiện tập 8 nào. Ây, cowboy. Oh my god. Thôi. Mình nhớ là cái hang của mình. À đây, cái hang của mình đâu đó dưới này nè. Đây rồi. Cái sợi dây dẫn này đây, nó dẫn mình về hang đây. Ôi giời. Hang mới. Wow. Hang này đẹp hơn hẳn ý. Hang này không còn rác nữa luôn các bạn ạ. Hoàn toàn là một nơi wow, có cả biển cá voi, cá heo, các thứ các kiểu cho mình chơi này. Hay quá, mình sẽ biểu diễn văn nghệ ở đây được. Nó còn màu giống mình nữa, cậu thể là đẹp trai, cậu lại rất là xinh gái. Cậu là cái vỏ sò mà chuyên gia đi vào vỏ ốc đúng không? Thương cậu. Và mình cũng có thể thử cái bộ mà mình đã kiếm được qua thời gian. Đó là bộ xương các bạn ạ. Thử lắp bộ xương vào nhá. Xem nhìn nó có khác bọt không nhá. Ok. Ok man, đây rồi. Ôi giời ơi. Vãi cả linh hồn, sao nhìn mình tởm vậy? Khiếp. Cái bộ điện ngầu bao nhiêu, cái bộ xương nhìn nó tởm bấy nhiêu như này. What? Nhìn kiểu quái gì, mình chẳng biết là kiểu gì nữa. Nhìn khắm vãi cả linh hồn, thật. Thôi mình méo thích bộ này. Nhưng mà bộ này dùng để giết thuyền thì sẽ là ngon đấy. Nhưng mà mình méo thích cái bộ này lắm. Thôi mình dùng bộ điện đây, cảm ơn nhá. Bộ điện nhìn nó vẫn ngầu hơn các bạn ạ. Đó, ok đấy, nhìn nó vẫn ngầu hơn, thật, nhìn nó kinh hơn thật. Và mình sẽ nâng cấp cả cái đồ điện lên đã. Mình có nhiều tiền thì hãy nâng cấp lên cho nó xịn. Chẳng nhẽ để nó thua kém, đúng không? Các bạn ạ, trong lúc mình chơi, mình đã lên được level cuối cùng và là cao nhất. Đó là Mega Shark, tức là siêu cá mập. Đến lúc này thì là siêu nhân cá mập rồi, chúng ta không còn gì để nói. Đó là level 30, là level cao nhất. Và sau khi mà lên được cái level này thì mọi thứ đã lên được max. Tức là nó không thể nào lên được thêm một level nữa. Level 30 là level cuối cùng trong game này rồi. Và hiện tại là mình dài 6.8m. Hết cỡ rồi, không còn gì để mà nói nữa. Và bây giờ mình sẽ nâng cấp nốt cái này, cái vây này của nó, để cho nó lên hết cỡ cho nó xong. Cũng không lên hết cỡ được, nó chỉ đến tím thôi. Nhưng mà theo mình thấy là tím là cũng được rồi. Tại vì là mình không biết là cái ván cuối là sẽ đấu với cái gì. Nên khả năng là mình sẽ cầm, đầu tiên là mình sẽ đấu với con Apex ngay bây giờ này. Là trước mắt sẽ là đấu với con Apex. Còn cái ván cuối thì mình chắc là đấu với cái thuyền. Lúc đấy là mình đấu bộ xương, dùng cái bộ xương sau. Nào bây giờ hãy ra đây và đấu với con Apex tiếp theo. Apex này không biết là cái gì đây. You got the whale. Có vẻ như đây là cái con cá voi các bạn ạ. Là con Moby Dick thì phải. Đúng rồi. Sperm whale, Apex sperm whale, hay còn gọi là Moby Dick, là con cá voi truyền thuyết cực kỳ nguy hiểm. Nào, hãy cùng chiến đấu với nó và hãy xử phạt nó nào. Oh my god, to vãi cả linh hồn. Nó lên bao nhiêu? 60.
Wow. Wow. Ok, ok Google. Stop. Google nó vừa nói cho mình một số thông tin về con Moby Dick này. Định mệnh, chịu đấy. Chịu đấy. Wow. Tại sao nhìn mày không có vẻ nguy hiểm gì vậy hả? Sao người mày lắm cây lắm gậy vậy? Chắc là nhiều người đâm mày quá đúng không? Tội, tội, ghê, tội. Đau, đau. Từ, bật giật điện lên. Giật điện lên. Uầy, nó nửa máu rồi. Mình khá là ngon đấy chứ, mình vẫn đang ăn được nó khá là ngon. Giờ có cả cá mập lên bờ. Cho cá mập lên bờ. Cá sấu lên bờ cao được. Xong rồi. 2 phút. Đấy là con boss rồi. Thôi, dù sao là cũng đấy là con boss rồi. Thì thôi, bây giờ mình về hang của mình là một này. Việc mình muốn làm đầu tiên đó là mình muốn đổi set xương. Tại vì mình nghĩ là ván cuối đấu với Skelly P thì chắc là dùng set xương là sẽ ngon hơn. Thì bây giờ là mình sẽ đổi set xương. Yeah, con boss cuối không thực sự làm mình cảm thấy có gì đó đặc biệt lắm. Thật sự là như vậy. Mình hơi thất vọng. Nói thật là mình hơi thất vọng các bạn ạ. Mình hơi buồn. Hơi buồn với con đấy. Rồi xong. Như vậy là mình đã lắp full bộ xương vào rồi. Nó không được hoàn toàn mạnh như là cái bộ điện kia. Nhưng mà riêng cái phần máu của nó thì nó cực kỳ cao, có thể không? Ok, mình vừa hoàn thành xong rồi các bạn ạ. Đại loại là mình đã thế nào nhỉ? Lên được cái thứ mà mình cần lên, tức là mình đã lên được cái 52% khám phá khu vực này. Vậy theo lý thuyết là mình đã lên được cái mức độ để mình gặp Skelly P và hoàn thành cái boss này một lần và mãi mãi. Đúng rồi. Nhiệm vụ bây giờ của mình cần làm ấy đó là mình sẽ đợi cho tới khi mà cái phần searching kia nó hết đi. Tức là vừa nãy là mình có đánh người và người ta dồn mình. Bây giờ là mình đợi cho đến khi người ta không dồn mình nữa để mình còn teleport về nhà. Teleport về nhà để làm gì? Để mình nâng cấp nó một số thứ. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình chuẩn bị sẵn sàng để mình đánh thằng Skelly P. Ôi, trận cuối cùng đấy, trận cuối cùng đấy các bạn ạ. Trận cuối cùng đấy, ok nào. Nào, hãy lên và làm nhiệm vụ cuối nào. Ok, mình không biết chuyện này gì sẽ xảy ra nữa. What? Liệu mình thực sự hoàn thành tất cả trong một tập ư? Nó lắp một con tàu mới rồi. Và con tàu này là bất hợp pháp so những cho người bình thường sử dụng. Vãi cả linh hồn, nó có thủy lôi ạ. Giờ mày tìm thấy tao rồi. Giờ sao? Ê, tôi không biết chuyện này là gì, nhưng mà anh làm tôi sợ. Mày sợ cái gì? Con cá mập ư? Tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta nên gọi cảnh sát. Mày nghĩ tao điên ư? À, tao là người bình thường nhất thế giới. Nghe này, tao không cứ thế tự nhiên mà được như thế này. Nhưng mà khi mà con cá mập nào chiếm tất cả thứ mà tao có, thì tao sẽ xử lý nó theo cách mà nó xử lý con của tao. Giờ cút ra khỏi trường của tao, hoặc tao cũng giết mày đấy. Tao nói gì nào? Vãi cả linh hồn, nó đánh cả nhà báo ạ. Vụ này căng ở đây, vụ này căng ở đây. Nhưng mà mình cũng thấy tội nữa thật. Mình đúng là mình có giết con nó thật. Đây rồi. Mega Shark đấu với PT-522. Chính là cái con tàu. Con nhớ PT-522 là cái gì không? Là cái con tàu mà nó bảo là của bố nó ngày xưa ấy. Chiến đấu ở trong quân đội ấy. Hả? Làm sao để mình đi qua đấy? À, đi men theo cái bờ này hả? Ok, hiểu. Tức là mình sẽ chui vào trong đấy và mình chỉ đấu với nó thôi. Như vậy là mình sẽ đấu với cái tàu đúng không? Thế thì mình chọn cái này là hợp lý rồi. Kia hả? Có đúng không? Có đúng nó không? Oh my god. Đây là con tàu từ hồi thế chiến thứ 2 các bạn ạ. Mình chọn bộ xương là hợp lý rồi đúng không? Chuẩn luôn. Nào. Không, đây con tàu gì? À đúng nó mà. À, xin chào, như mày thấy đấy. Hôm nay tao đến, tao đã chuẩn bị rồi. Gì? Á đủ. 2 bộ điện. Phá bộ điện 1. Phá bộ điện đã. Rồi ok, phá một bộ điện. Mình sẽ bật cái xuyên giáp ra, siêu giáp. Chứ phải là xuyên giáp. Phá bộ điện. Rồi. Ố, phá bộ điện của nó. Cái gì đấy nữa? Lại còn có một phòng vệ nữa à? Úi giời, bọn giờ hơi này. Còn nó có phòng vệ ạ. Ái già.
nó gọi phòng vệ đến để nó bật lại cái bộ điện kia. Mình hiểu rồi, tức là nó chỉ muốn lấy thời gian nó phòng lại cái bộ đồ điện thôi. Vãi nồi, nó làm gì mình đây? Cày đấy, cày, đau 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 đấy. Không ổn rồi các bạn, không ổn rồi, không ổn rồi. Cái con tàu của nó đâu, con tàu của nó đâu? Con tàu của nó đâu? Vẫn chưa thấy con tàu của nó đâu cả, thằng Skelepi đâu? Đây là mấy con tàu thường thôi, con tàu thằng Skelepi đâu? Mình cần phải đánh những con tàu này trước ạ. À, lính của thằng kia. Với thằng kia quen biết khá nhiều quan hệ chứ, quan hệ lung tung, quan hệ khá rộng. Ok, quan hệ lung tung nó sẽ rộng. Ok, đây thằng này nữa. Xử ba con này thì nó mới lòi cái mặt của nó ra. Thế mà cứ tưởng được bạn. Được bạn. Tôi sẽ không thất bại đâu bạn ơi. Hy vọng thế. Hy vọng thế. Mình đang hồi máu khá nhanh. Rồi, cái tàu sắp nổ rồi. Thôi nào. Bộ xương là hợp lý rồi. Bộ đồ xương là hợp lý quá rồi. Rồi xong. Thằng kia là hiện lên rồi đúng không? Thằng kia là hiện lên rồi. Nó đâu, nó đâu, nó đâu? Không phải. Hẳn là Elite Hunter ạ. Elite Hunter là kiểu siêu tự săn ạ. Ghê. Cái gì đây nữa? Nó thả thủy lôi xuống định dồn mình à? Quá. Cái gì đây? Mình không biết là cái gì luôn ấy. Mình đang gặp phải cái gì của nó đây? What? Đây nó đây, nói đây rồi. Nào, bật siêu giáp lên, bật siêu giáp lên nhá, chuẩn bị nhá. Nào, bật siêu giáp này. Rồi, tấn công vào nó. Mình có một cái hệ thống là siêu giáp giúp mình có siêu phòng thủ. Ô, 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 ô. Mình còn chưa cắn được cái điện của nó. Tàu xong rồi. Xong chưa? Tàu xong chưa? Tàu sụp chưa? Sụp rồi đúng không? Nó vẫn sống được ạ. Sao nhìn mình quay thai vậy? Ôi thuốc nổ. Laissez les bon temps rouler. Nổ tất ạ. What? No. I suppose there's a lesson to be gleaned here. Something about how the increasing commodification of the natural world has placed humans on a collision course with an environmental apocalypse. But this is a basic cable show where people tune in to watch sharks kill people and people kill sharks. So until next fishing season, this is Maneater. Như vậy cái kết là như vậy. Mình cố gắng bao nhiêu để mình giết thằng Skelepi đấy, con nó, cả gia đình dòng họ nhà nó, triệt tiêu nó, trả thù cho mẹ mình, cuối cùng là mình cũng chết. À, nhưng mà cũng hợp lý các bạn ạ. Nghe thì có vẻ không hợp lý, thực ra cũng hợp lý. Tại vì là về cơ bản là mình đã trả thù cho mẹ mình. Vậy thì mình sớm không thể làm gì vì mình cũng giết quá nhiều người vô tội rồi. Vậy mình cũng nên chết và siêu thoát đi để hóa kiếp thành một con khác. Kiểu sao mình thành con gì nó lương thiện hơn, ví dụ là con chó, con bò, con gà chẳng hạn. Đó, trả thù cho mẹ mình rồi. Bằng cách đó là mình giết được cả con nó, giết được cả nó. Thế là hợp lý. Ờ, nó giết cả mình, cả mẹ mình. Thì bây giờ mình giết cả nó, cả con nó là hợp lý. Cũng được đấy. Ừ, nói chung là cũng hợp lý các bạn ạ. À, như vậy là tựa game mới kết thúc. Qua cái tựa game này thì tổng kết lại, mình thấy tựa game này nó hơi bị lặp lại. Ở cái điểm yếu đầu tiên là nó hơi bị lặp lại. Cái nhiệm vụ nó quá giống nhau. Mình ngồi chơi tính đến bây giờ rơi vào khoảng 8-9 tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ nó suốt ngày là giết 15 người, ăn 5 con cá. Giết 15 con cá, ăn 5 người. Lâu lâu sẽ có một nhiệm vụ đánh con Apex thì cũng hay. Với lại nhiệm vụ đánh người, nhưng mà nó quá dễ các bạn ạ. Nó quá dễ, không có gì nó khó khăn cả. À, game này nếu nó có thêm một cái số nhiệm vụ mà nó kiểu đa dạng hơn và nó khó khăn hơn ý, thì có lẽ là sẽ vui hơn. Nhưng mà thôi thì cũng được rồi. Nói chung là chơi game đơn giản nó giải trí cũng được các bạn ạ. Rồi thì có lẽ là bọn mình sẽ tạm dừng video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thì đừng quên là một like, xong rồi mình bấm nút chuông của mình ra những video mình gặp giúp cả. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.